Xin chào tất cả các em Chào mừng các em đã quay trở lại với khóa học Khoa học tự nhiên lớp 8 tại olm.vn Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu bài học tiếp theo của khóa học này Tính toán theo phương trình hóa học Nội dung chính của bài học ngày hôm nay gồm có hai phần Phần thứ nhất tính lượng chất trong phương trình hóa học Và thứ hai là hiệu suất phản ứng Trước khi đến với nội dung chính của bài, Cô có một câu hỏi nhỏ dành cho các em. Theo các em, trong quá trình sản xuất, làm thế nào để người ta tính được lượng chất tham gia và lượng chất sản phẩm? Để có thể lên kế hoạch và tiến hành một quy trình, những kỹ sư cần phải đặt ra các câu hỏi như là sử dụng bao nhiêu chất tham gia, với lượng chất đó thì khối lượng sản phẩm là bao nhiêu và trong quy trình sản xuất đó, phản ứng đã chuyển hóa được bao nhiêu phần trăm? Và như chúng ta đã biết trong bài phương trình hóa học, khi một phản ứng xảy ra, các chất sẽ tác dụng với nhau theo một lượng xác định. Từ hệ số của các chất trong phương trình, ta có thể tìm ra được mối liên hệ giữa số nguyên tử cũng như là số mol của các chất tham gia và các chất sản phẩm. Trong bài học ngày hôm nay, cô cùng các em sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách tính toán lượng chất dựa vào phương trình hóa học. Phần số 1 tính lượng chất tham gia trong phản ứng. Cô có ví dụ như sau. Khi cho sắt tác dụng với hydrochloric acid thì xảy ra phản ứng hóa học sau. Fe cộng 2HCl sinh ra FeCl2 và H2. Từ phương trình hóa học, các em hãy cho cô biết tỷ lệ số mol giữa sắt và hydrogen là bao nhiêu. Dựa vào phương trình hóa học, ta có thể thấy được rằng cứ một mol sắt tham gia phản ứng sẽ tạo thành một mol khí hydrogen. Do đó để thu được 1,5 mol khí hydrogen, ta sẽ cần đến 1,5 mol sắt phản ứng. Vậy thì với bài tập này, ta cần tìm ra được mối liên hệ giữa số mol chất đã biết và số mol của chất cần tìm thông qua hệ số của các chất trong phương trình hóa học. Với ví dụ thứ hai, tính lượng chất sinh ra trong phản ứng, ta sẽ xét ví dụ minh họa sau hòa tan hết 0,65 gam kẽm trong lượng dư dung dịch hydrochloric acid xảy ra phản ứng như sau. Zn 2HCl sinh ra ZnCl2 H2. Các em hãy tính khối lượng muối zin tạo thành trong phản ứng. Để có thể dễ dàng liên hệ lượng chất tham gia và tạo thành sau phản ứng, thì bước đầu tiên cô sẽ tính số mol của kẽm. Các em hãy cho cô biết trong ví dụ này, số mol của kẽm là bao nhiêu? Muốn tính số mol của kẽm, chúng ta chỉ cần lấy khối lượng là 0,65 chia cho khối lượng mol của kẽm là 65 gam trên mol. Thu được đáp án là 0,01 mol. Theo phương trình hóa học thì ta thấy cứ một mol kẽm phản ứng sẽ tạo thành một mol ZnCl2. Vậy thì với lượng kẽm ban đầu tính được là 0,01 mol, thì số mol của ZnCl2 cũng sẽ là 0,01 mol. Từ đây thì ta có thể dễ dàng tính được khối lượng của ZnCl2 là 1,36 gam. Thông qua hai ví dụ trên, ta có thể thấy rằng trong trường hợp tổng quát, để xác định được lượng chất tham gia phản ứng hoặc tạo thành, ta cần trải qua 3 bước như sau. Bước thứ nhất, viết phương trình hóa học của phản ứng và tính số mol của các chất đã biết dựa vào khối lượng hoặc thể tích. Mối liên hệ giữa số mol với khối lượng và thể tích của các chất chúng ta đã được tìm hiểu ở trong những bài học trước. Bước số 2. Dựa vào phương trình hóa học, tìm tỷ lệ số mol của các chất đã biết và số mol của các chất cần tìm. Từ đó suy ra số mol của chất cần tìm. Và bước thứ 3 là tính khối lượng hoặc thể tích của chất cần tìm dựa vào yêu cầu của đầu bài. Để vận dụng kiến thức vừa học, các em hãy trả lời cho cô câu hỏi tương tác sau. Tương tự ví dụ 2, ta có thể dễ dàng tính được số mol của kẽm phản ứng là 0,01 mol. Dựa vào phương trình hóa học, ta thấy cứ 1 mol kẽm sẽ phản ứng với 2 mol HCl và sinh ra 1 mol H2. Từ số mol kẽm đã biết là 0,01 mol, ta có thể tìm ra được số mol của HCl tham gia phản ứng là 0,02 mol và số mol của H2 sinh ra là 0.01 mol. Vậy thì khối lượng của HCl tính được sẽ là 0,73 g và thể tích của khí sinh ra là 0,2479 lít. Kết thúc phần học đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với phần số 2, hiệu suất phản ứng. Hiệu suất phản ứng được ký hiệu là H, được định nghĩa là tỷ số giữa lượng chất sản phẩm thu được theo thực tế và lượng sản phẩm thu được theo lý thuyết. Dựa vào hiệu suất phản ứng, ta có thể xác định được phản ứng đã chuyển hóa được bao nhiêu phần trăm. Thông thường thì các phản ứng sẽ có hiệu suất nhỏ hơn 100% do nhiều nguyên nhân khác nhau, chẳng hạn như thời gian phản ứng chưa đủ lâu hay có những phản ứng dù kéo dài cũng không thể xảy ra hết nếu hiệu suất phản ứng đạt 100%, nghĩa là phản ứng sẽ xảy ra hoàn toàn. Chúng ta sẽ xét một số ví dụ về phương pháp tính hiệu suất phản ứng. Ví dụ đầu tiên, cho 8 g iron 3 oxide tác dụng với khí hydrogen dư, ở nhiệt độ cao thu được 4,2 g iron. Phản ứng xảy ra như sau, Fe2O3 cộng 3H2 sinh ra 2 Fe và 3 nước tính hiệu suất của phản ứng này. Trong bài này, ta nên tính hiệu suất theo khối lượng của iron sinh ra. Giá trị 4,2 g đề bài cho chính là khối lượng của sắt thu được ở trên thực tế. Và để tìm được hiệu suất phản ứng, chúng ta cần phải xác định được khối lượng của sắt thu được trên lý thuyết. Các em hãy vận dụng các kiến thức đã được học ở phần 1 để tính khối lượng sắt sinh ra theo lý thuyết. Từ phương trình hóa học và khối lượng iron bao sai, chúng ta có thể dễ dàng tính được khối lượng sắt sinh ra theo lý thuyết là 5,6 gam. Tuy nhiên, trên thực tế, ta lại chỉ thu được có 4,2 gam sắt. Áp dụng biểu thức tính hiệu suất phản ứng, ta có hiệu suất phản ứng bằng 4,2 chia 5,6 x 100%. Kết quả thu được là 75%. Tương tự như vậy, các em hãy trả lời cho cô câu hỏi tương tác sau đây nhé. Bài tập này tương tự như ví dụ mà chúng ta vừa xét. Bước đầu tiên, cô sẽ tìm số mol của carbon là 1 mol. Theo phương trình hóa học, cứ 1 mol carbon đốt cháy sẽ tạo thành 1 mol carbon dioxide nếu phản ứng xảy ra hoàn toàn. Do đó, khối lượng carbon dioxide thu được trên lý thuyết là 1 x 44 bằng 44 gram. Tuy nhiên, theo đầu bài thì lượng CO2 thu được trên thực tế chỉ là 39,6 gram. Từ đây thì ta tính được hiệu suất phản ứng bằng 39,6 chia 44 nhân 100% và đáp án thu được là 90%. Vừa rồi là hai bài toán tính hiệu suất phản ứng, ta sẽ xét ví dụ tiếp theo. Đề bài cho hiệu suất phản ứng và yêu cầu xác định khối lượng của chất sản phẩm thu được trên thực tế. Ví dụ số 6, nung 10 gam calcium carbonate là thành phần chính của đá vôi thì thu được khí carbon dioxide và m gam vôi sống. Giả dạ thiết hiệu suất phản ứng là 80%. Em hãy xác định giá trị của m. Với bài tập này, đề bài đã cho hiệu suất phản ứng. Do vậy, ta cần tìm khối lượng sản phẩm thu được trên lý thuyết. Từ đó sẽ xác định được khối lượng của sản phẩm trên thực tế. Bước đầu tiên, cô cũng sẽ tìm số mol của CaCO3 là 0,1 mol và sau đó liên hệ với số mol của các chất trong phương trình theo phương trình hóa học. Cứ một mol CaCO3 bị phân hủy sẽ tạo thành 1 mol vôi sống CaO. Do đó với lượng CaCO3 đề bài cho là 0,1 mol thì lượng CaO thu được trên lý thuyết cũng sẽ là 0,1 mol tương ứng với 5,6 gam biết hiệu suất phản ứng bằng 80%, thì ta có thể tìm ra được lượng CaO thu được trên thực tế sẽ nhỏ hơn 5,6 gram. Và kết quả thu được ở đây là 4,48 gram. Để tổng kết phần kiến thức vừa học, cô sẽ có một số tóm tắt như sau. Thứ nhất, dựa vào phương trình hóa học, khi biết được lượng một chất đã phản ứng hoặc tạo thành, ta có thể tính được lượng chất còn lại. Thứ hai, hiệu suất phản ứng ký hiệu là h sẽ được tính bằng biểu thức khối lượng thực tế chia khối lượng lý thuyết và nhân 100%. Bài dạng của cô đến đây là kết thúc. Để làm thêm các bài tập vận dụng mở rộng, các em hãy tham gia khóa học khoa học tự nhiên lớp 8 tại olm.vn. Cảm ơn các em đã theo dõi bài dạng ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các em ở những bài dạng tiếp theo nhé!